Không, không có nuôi đâu, chả gì nó sản xuất rồi, không có nuôi gì hết trơn á. Trời Phật ơi, nó nhậu một ngày hai ba cử, nhậu ve kêu luôn. Nó nhậu một cái bò ngé còn gống nữa, nó tiền đâu mà nuôi cho nổi. Cậu đừng có nói gì, con gái tôi ở nhà nó ngoan lắm, nó không có nhậu nhẹt gì đâu. Ừ, con ông ngoan lắm, ngày hôm qua nó mới nhậu với bạn tôi nè, đá người ta lần ba ông ly không, chắc người ta ba sát luôn rồi. Nó hút xì xa phì phèo, phun mặt tôi. Không có đâu, người ta đồn á, rồi rút cuộc cậu lén gái tôi không. Bác thông cảm đi bác ơi, vô này mưa gió quá làm ăn không được, kinh tế eo hẹp quá mà nó nhậu ngày ba cử kêu này, sao con nuôi nổi, làm ngày có 200 mấy à. Thôi cậu dẫn nó về luôn đi, khỏi cho vàng tiền bạc gì hết, nó dẫn về đi chứ để đây nó nhậu hoài ngày nào tôi cũng có chén hết trơn, mệt lắm ơi. Ôi shit, đồ con đĩ mày.